Bên em có thêm một con xe nữa lên sóng mời các bác đây. Trước xe các bác nhìn xem, bom dáng đẹp, đời thì cũng không phải là thấp. Thế nhưng mà giá tiền của chiếc xe này thì lại cực kỳ là rẻ luôn. Chỉ loanh quanh tầm khoảng 200 triệu đồng thôi. Toàn thể các bác đã có thể mình mua và sở hữu mẫu xe này rồi các bác nhá. Và chất lượng của xe thì còn cực kỳ là đảm bảo luôn các bác ạ. Xe chất lượng nhá, chứ không phải xe bình thường đâu, chứ không phải xe kém đâu các bác nhá. Các bác nhìn xem cho em này, những cái vị trí này nó còn rất là sáng này. Bộ ghế da của xe này còn đẹp này. Đấy. Và sàn của xe đây. Và những cái phần cánh cửa của xe đây các bác nhìn xem này. Những phần cánh cửa xe này nhá, đồ nhựa nó quá mới luôn. Đồ nhựa nó còn rất là mới luôn các bác nhìn xem. Vâng đây, tiếp tục này. Đây mời các bác mình đón xem vị trí nữa của xe. Đấy, mép cửa đây. Táp lô chiếc xe được thiết kế nhìn khá là phong cách đúng không ạ? Các bác nhìn nhá, chiếc xe thiết kế có hai túi khí an toàn, một túi bên đây và một túi ở giữa bồ lăng. Và đây em quay cho các bác mình xem một số vị trí ở cái khu vực táp lô này. Khu táp lô xe đây nhá. Đấy, hệ thống điều hòa của xe đây, những cái nút bấm của xe đây, bấm hệ thống điều hòa của xe đây. Đây là tăng giảm lạnh và nóng các bác nhá. Đây là tăng giảm gió và đây là những công tắc để cho mình bấm điều chỉnh này. Củ số đẹp này. Vô lăng đẹp này. Các bác nhìn xem, vô lăng của xe rất đẹp nhá. Đây, rất đẹp luôn. Hệ thống đầu đài của xe zin nguyên bản và những cái nút bấm của xe nó vẫn còn rất là mới luôn. Trang bị thêm có màn hình rồi, có màn hình giải trí ở đây rồi này các bác này. Đấy, màn hình giải trí rồi nhá. Có đây màn hình này lắp thêm nhá, chứ bình thường là không có đâu. Màn hình này là đúng màn hình của hãng xe này luôn. Đấy, khít lịt luôn các bác ạ. Vừa khít luôn nhá. Và tất cả rắc cắm của xe nó vừa khít luôn. Và mình có thể điều khiển được ở dưới đây. Có thể điều khiển được ở dưới đây các bác nhá. Vâng. Và đây là khóa khiển của chiếc xe này. Xe đẹp và độ zin vẫn còn rất là cao. Các bác mình yên tâm về chất lượng chiếc xe nhá. Xe không có lỗi lầm gì, mua về đi luôn dùng ngay, không phải sửa gì nữa. Keo chỉ zin các bác nhá. Xe cam kết cho toàn thể các bác không lỗi tai nạn, đâm đụng, ngập nước, thủy kích gì. Giấy tờ pháp lý chuẩn chỉ sang tên bình thường, đầy đủ, nhanh gọn các bác nhá. Lốp dày nhá. Lốp của xe vẫn còn rất dày luôn. Đây. Các bác nhìn xem lốp này, lốp rất dày nhá. Đấy. Chiếc xe nó mang tên là Daewoo Lacetti các bác ạ. Con này của em là bản SE nhá. Số sàn nhá, máy 1.6 thôi. Form dáng đẹp, nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc về Việt Nam. Bác nào nhanh tay gọi điện bên em. Các bác sẽ được sở hữu luôn con xe này với mức tiền tốt nhất. Đấy, biển số rất là đẹp, dễ nhớ đúng không ạ? 4342 2442 đúng không ạ? Biển rất đẹp luôn. Đây là hình thức form dáng bên ngoài của xe nhá. Lớp sơn của xe thì cực kỳ là mượt mà rồi. Đèn đóm trước sau đều còn mới luôn. Đấy. Xe bên em mà đã lấy về đấy ạ thì đều kiểm tra tuyển chọn rất là kỹ, rất là chuẩn, mới nhập về các bác nhá, chứ còn để xe kém là không nhập về đâu ạ. Nước sơn xi của xe thì rất là đẹp rồi, rất là mới rồi. Cặp đèn pha của xe còn rất là led luôn, còn rất là mới luôn các bác nhìn xem này. Đấy, cặp đèn pha còn rất là mới luôn này. Đây nhá. Vâng. Mặt nạ ốp lốp. Biển 38, bác nào muốn giữ nguyên biển bên em hỗ trợ làm giấy tờ mua bán cho các bác. Bác nào muốn sang biển bên em hỗ trợ rút hồ sơ vào chính chủ các bác luôn. Sang biển nhà các bác luôn, sang đăng ký tên các bác luôn nhá, rất nhanh luôn. Có hỗ trợ ship xe toàn quốc nữa. Các bác mua xe này bên em ship xe tận nhà, tận nơi các bác nhá. Các bác có xem cho em xem là chiếc xe này có ưng, có phù hợp với các bác không đã. Nếu mà chiếc xe là ok, phù hợp thì các bác mình hãy gọi điện cho bên em theo ba số hotline là 093 858 6307 và 0389 000 555 và 0335838389 các bác nhá. Alo và Zalo theo ba số đó để được biết thêm thông tin chi tiết như là về chốt giá cả xe này. Đây các bác nhìn xem này, phần mép cánh cửa xe đây. Phần mép cửa xe cũng đã được dán gioăng đây, dán gioăng và những phần lòng trong của nó sơn xi rất sáng đẹp này. Và bu lông ốp vít của nó vẫn còn đen xi này. Đấy, vẫn còn đen xi này, không bị than gì gì nhá. Bốn cái phần tắp ninh cánh cửa xe đẹp đều như nhau hết các bác nhá, không xước không xấu. Đây, các bác nhìn xem. Và cái chất nhựa của nó vẫn còn rất là sáng bóng. Đấy, cái độ mỡ của cái phần nhựa các bác nhìn này. Đấy, cái lớp mỡ bong bóng này vẫn nguyên này các bác này. Đấy, công tắc chỉnh kính điện đây nhá, gương điện đây nhá, có cục gương tự động nữa các bác ạ. Tay nắm tay cầm đây, tì tay đây, loa âm thanh hay lắm. Vách cửa đẹp, khung sườn đẹp, không buộc ngoặt, không móp méo gì, tất nhiên không tai nạn nữa. Và đây là phần vách cửa tiếp theo, bu lông cánh cửa này chưa bị tháo hay là bị vặn các bác nhá. Đấy, móc chốt khóa ngoằm khóa đây rất đẹp này, tem nguyên này. Đấy, con này của em 2009 các bác nhá, 2009 sản xuất ra con xe này và nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc về Việt Nam luôn. Mẫu xe nhập khẩu thì những cái khung sườn này ạ, nó rất là cứng chắc này, gầm nữa, tôn nữa rất là cứng chắc, chạy đầm chắc các bác nhá.
Đèn cổ xe được làm ở vị trí này. Đấy, đèn tự động nha các bác. Đấy, cửa gió xe là ốp lốc xung quanh viền kim loại. Chứ bằng bọc bằng chất liệu da đây. Một dòng xe mà nó rất nhiều trên thị trường luôn, đồ đạc phụ tùng nó cũng vậy, rất nhiều nhá, rất sẵn nhá. Kính của xe là vẫn còn kim zin luôn, được bọc dán xung quanh hết rồi. Đấy, nẹp kính đây. Đấy, tay nắm cửa đây, ốp lốc rồi. Sơn xi bóng mượt cả con, tôn vỏ không bị bã ma tít, vỏ kêu non co như thế này. Đấy. Ốp lốc các bác nhìn xem này. Cái lốc ở đây nhá, được anh chủ lắp thêm. Và các bác nhìn xem cái chất nhựa, cái đồ nhựa ở cái vị trí này nhá, nó không bị bạc nhá. Đấy, không bị bạc, không bị kém nhá. Và mép vách canh cửa nó đây các bác ơi. Đấy. Đây đây nha các bác ơi. Đấy, em quay cho các bác để xem kỹ hơn. Đấy, xem chi tiết hơn. Các bác nhìn xem nhá, cái đồ nhựa nó đẹp như này này, các bác nhìn này. Nếu mà cái phần này mà nó bị bạc đi ạ và nó không được còn sáng bóng nữa thì chiếc xe của nó chạy rất là nhiều. Chạy rất là nhiều rồi, nhưng con này của em các bác nhìn xem này. Đấy, các bác nào mà nhìn quen rồi mình nhìn thấy được chất của chiếc xe này nó đẹp như này. Đấy. Nó tốt nào, các bác nhìn xem này. Quá ok đúng không ạ? Đấy, vách cửa đây nhá. Các bác nhìn xem không có một chút nào là han hay mục mọt gì cả nhá. Đây, sáng quắc luôn các bác nhìn này. Bộ ghế này như là mới luôn này. Đấy, ghế múi các bác nhá. Cái này để đồ thoải mái. Trần của xe thì nó là trần nỉ nguyên bản theo xe. Cột kèo đính đán zin, cam kết không lỗi tai nạn, tâm dụng ngập nước thủy kích, giấy tờ nữa. Giấy tờ chuẩn nhá. Sang tên bất cứ lúc nào luôn. Bên em hỗ trợ sang tên cho bác. Đấy. Xe đẹp rồi thì chỉ bàn về giá thôi, còn bàn được gì nữa đâu đúng không ạ? Thế nhá, khi đóng cửa lại thì cái form nó sẽ như thế này. Các bác nhìn xem cái đường gân này nó kéo dài từ trên đầu xuống dưới đuôi này, nó thẳng tắp luôn này. Đấy, thẳng tắp luôn. Kem nhóc của xe khít đều đúng không ạ? Nó khít đều. Lốp dày cả 4 độ, 4 quả luôn nhá. Cả 4 quả luôn các bác ạ. Mua về chiếc xe này các bác mình không phải đi thay lốp nữa. Lốp rất là dày rồi, lợi một bộ lốp rồi đúng không ạ? Một lốp là lợi rồi. Từ đèn trước đến đèn sau rất mới đúng không ạ? Có camera lùi đàng hoàng đầy đủ ở vị trí này rồi này, ở chỗ biển số này. Đấy. Và gầm luôn nhá, em quay gầm luôn nhá. Gầm đây. Đây gầm đây con này. Đây gầm đẹp mà không mọt đâu. Tí nữa sẽ quay cả cái phần máy nó cho các bác xem. Rồi em di chuyển sang vị trí đây và đã mở cabo ra rồi. Em đã giật lắp cabo ra rồi nhá, đang hé hé ra rồi, tí chỉ việc lưng lên thôi đúng không ạ? Tiện đây thì các bác mình xem luôn phần đầu đi. Những dòng xe tầm tiền này bên em đang nhiều lắm, đang có rất nhiều luôn nhá. Và cái loại xe Lasti và số tự động đấy thì bên em đang có rất là nhiều. Có con này là số sàn thôi, còn những con xe khác thì toàn là số tự động hết các bác nhá. Đều là số tự động. Số tự động thì nó trên 200 triệu, còn con này thì nó sẽ rẻ hơn nhiều. Thì các bác nhìn xem. Rất là mượt đúng không? Con xe rất là mượt luôn. Cặp đèn pha nó rất mới này. Đấy. Các bác biết thì nếu mà đi ra ngoài đường nhiều, phơi nắng phơi mưa nhiều, những cái vị trí nhựa này nó không còn được đẹp như này đâu. Đấy. Cái đèn này bằng nhựa mà chứ không phải là bằng thủy tinh nhá. Đây là rất hay bị ố. Rất hay bị xấu kém đi ra ngoài đường nhiều. Đăng kiểm tháng 4 năm 23. Bây giờ thì em cho các bác mình xem thêm ở cái khu vực đây. Khu vực đây nhá, đây các bác nhìn này. Đấy. Rất chuẩn luôn đúng không ạ? Rất chuẩn luôn các bác nhìn xem này. Rất chất nhá. Quay kỹ luôn đúng không ạ? Những cái đồ nhựa này các bác nhìn xem nhá, nhiều con nó không được cái nhựa như này đâu. Nó kém hết rồi, nó còn kiểu là nó bạc cái rồi mà nó không còn được tươi mới như này nữa. Rẻ tiền nhưng mà vẫn đảm bảo về chất lượng, vẫn đảm bảo về hình thức đúng không ạ? Cái nhựa này các bác nhá, nhựa này này, nhiều con là nó cũng xấu rồi. Và cái răng này nhiều con là cũng sẽ bị rách rồi, sứt rồi. Con này em vẫn còn nguyên này. Răng này nữa này các bác nhìn này. Rồi. Tiếp theo nhá. Đấy các bác mình cũng đã xem ở xong cái vị trí này. Đây mép cửa đây. Đấy, sáng bóng mà không han gì gì. Con vít được bắt cái khóa cửa này, các bác nhìn xem vẫn còn rất là đen đúng không ạ? Chỗ này là em cũng đã quay rồi đúng không ạ? Quay sơ qua thêm cho các bác mình chút nữa coi nhá. Đấy. Sơn xi bóng mượt được cả con luôn. Cửa đóng chắc lịch.
êm đúng không ạ? Nước sơn này có thể soi được gương luôn các bác nhìn này, có thể soi được hình của em ở trong gương luôn các bác nhìn xem. Con màu xanh ở đằng sau em đang ngồi đây là, ở đây em đang để đi công vụ các bác nhá. Thỉnh thoảng lại đổi một con đi công vụ các bác ạ. Đây các bác xem gầm cho em, đây gầm xe đây. Đấy, xe không vấn đề gì đâu, mua về đi luôn dùng luôn thôi. Mọi thắc mắc các bác cứ alo bên em theo ba số mà em cũng đã cung cấp cho các bác rồi đấy ạ. Bên em có đổi xe nhá, có thu mua lại tất cả các dòng xe ô tô cũ đã qua dụng, các bác mang đến em mua giá hợp lý cho. Địa chỉ 90.2 Trường Chinh, đối diện 225 Trường Chinh nhá. Dạ vâng. Đấy thì chiếc xe này giá thì bên em cũng đã báo cho bác mình nói quanh tầm khoảng 200 triệu đồng rồi đúng không ạ? Bác nào muốn chốt giá về mẫu xe này thì cứ gọi điện nhá, đừng ngại gì, cứ bỏ ra 1-2 phút đồng hồ để mình alo gọi điện bên em để bên em chốt giá tốt cho mình nhá. À vâng, còn máy nữa đúng không ạ? Máy là tí quên quay máy. Đây, bây giờ em quay máy luôn nhá. Máy đẹp lắm. Máy cực chất luôn. Bên em đã kiểm tra máy rồi. Máy số nó phải ngon. Xe phải không lỗi đúng không ạ? Đây động cơ khoang máy của xe đẹp, các bác nhìn xem nhá. Động cơ khoang máy đây. Đấy. Rất là gọn luôn đúng không ạ? Máy rất là gọn gàng luôn này. Đồ êm kì. Máy số chất cực kỳ nhá. Đây cabo đây. Rồi em đã quay xong rồi đấy ạ. Các bác hãy đến với bên em để mình có sự lựa chọn về những mẫu xe ô tô cũ các bác nhá. Bên em nhiều xe lắm. Kia đang có khách chốt con Kia Morning kìa. Và bên trong kia đang có mấy khách chốt xe tiếp theo. Đấy, nhiều người mang bán, nhiều người thì đến mua. Đấy. Các bác hãy đến với bên em nhá. Và các bác mình nếu mà chưa đến được đấy, mà mình đang quan tâm đến ô tô cũ thì các bác hãy đăng ký kênh, nhấn theo dõi trang nữa để xem thêm video mới nhất của bên em đăng lên theo hàng ngày, hàng tháng, hàng giờ. Rất nhiều video luôn, rất là nhiều xe đăng lên luôn các bác nhá. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bác. Và hẹn gặp lại các bác vào chương trình video lần sau ạ.